Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Toyota Tiền Giang. Tôi là Diễm My đến từ phòng kinh doanh. Và trong video ngày hôm nay, Diễm My sẽ tiếp tục giới thiệu đến với các bạn về giá lăn bánh của dòng xe Toyota Alphard, được mệnh danh là chuyên cơ mặt đất. Toyota Alphard tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, không chỉ sở hữu dáng vẻ oai vệ, lịch lãm, sang trọng, ở bên cạnh đó còn mang đến nhiều trải nghiệm tiện nghi độc bật. Khách hàng thân mến thì Toyota Tiền Giang sẽ làm một video riêng để giới thiệu chi tiết về dòng xe này. Khách hàng hãy theo dõi cũng như đăng ký cho kênh YouTube của Toyota Tiền Giang để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ, Diễm My sẽ bắt đầu giới thiệu về giá niêm yết cũng như là hình thức sở hữu Toyota Alphard bằng tiền mặt và trả góp nhé. Đầu tiên thì giá niêm yết của dòng xe này là 4.038.000.000. Và để sở hữu Toyota Alphard với hình thức là trả thẳng tiền mặt thì tổng số tiền khách hàng cần chuẩn bị là 4.445.653.400 đồng. Mức giá này bao gồm các chi phí như sau. Thứ nhất là về giá xe 4.038.000.000. Về phí trước bạ 10% là 403.800.000 đồng. Về phí cấp biển số tại thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh là 1.000.000 đồng. Về phí đăng kiểm 2,5 năm là 340.000 đồng. Phí duy trì đường bộ đối với hình thức sở hữu là cá nhân không kinh doanh là 1.560.000 đồng. Và bảo hiểm trách nhiệm nhân sự 1 năm là 953.400 đồng. Vậy tổng số tiền khách hàng cần chuẩn bị để sở hữu Toyota Alphard với hình thức trả thẳng tiền mặt là 4.445.653.400 đồng. Xin thưa quý khách hàng thân mến, thì mức giá tạm tính trên chưa bao gồm bảo hiểm thân xe cũng như là chương trình khuyến mãi đặc biệt từ đại lý Toyota Tiền Giang. Lệ phí cấp biển số là thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và hình thức sở hữu là cá nhân không kinh doanh. Vì vậy, để nhận được báo giá chính xác nhất, khách hàng hãy liên hệ với hotline Toyota Tiền Giang qua số 0911 131314 để được tư vấn cụ thể nhé. Song song với việc hỗ trợ khách hàng mua xe Toyota Alphard với hình thức là trả thẳng tiền mặt thì Toyota Tiền Giang cũng hỗ trợ khách hàng với hình thức là trả góp và mức hỗ trợ tối đa lên đến 80% giá trị xe. Và khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% giá trị xe, tương ứng với số tiền là 807.600.000 đồng cộng với phần chi phí lăn bánh. Và tổng số tiền khách hàng cần chuẩn bị để sở hữu Toyota Alphard với hình thức trả góp là 1.215.253.400 đồng. Và thời hạn vay tối đa lên đến 7 năm cùng với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi. Mức lãi suất này có thể thay đổi tùy vào thời điểm cũng như là tùy vào ngân hàng. Vì vậy, khách hàng đừng quên liên hệ với hotline Toyota Tiền Giang để nhận được mức lãi suất cụ thể và chi tiết nhất nhé. Và thủ tục cần chuẩn bị để sở hữu Toyota Alphard với hình thức trả góp hoàn toàn đơn giản. Đối với khách hàng là cá nhân cần chuẩn bị chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận độc thân cũng như là hợp đồng lao động và bản sao kê lương 3 tháng gần nhất. Các khách hàng là công ty, tổ chức cần chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập công ty, điều lệ công ty, biên bản họp hội đồng thành viên, báo cáo thuế, báo cáo tài chính 3 tháng gần nhất, một số hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu ra đầu vào 3 tháng gần nhất. Thì vừa rồi Diễm My đã giới thiệu quý vị và các bạn về giá niêm yết của dòng xe Toyota Alphard cũng như là hình thức sở hữu bằng tiền mặt và trả góp và các giấy tờ thủ tục cần chuẩn bị. Khách hàng cần tư vấn chi tiết hãy liên hệ với hotline Toyota Tiền Giang qua số 0911 131314 để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Và Diễm My cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cũng như là theo dõi kênh YouTube của Toyota Tiền Giang. Khách hàng đừng quên đăng ký cho kênh YouTube của Toyota Tiền Giang nhé. Còn bây giờ, Diễm My xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.